Đây là hình ảnh từ camera an ninh của một cơ sở tại thành phố Nha Trang. Một đối tượng dùng quẹt ga hơ nóng kính xe. Sau ít phút, kính xe bị nổ. Đối tượng dùng tay đập vỡ kính xe, đột nhập lấy tài sản. Toàn bộ hành vi trên chỉ diễn ra chưa đầy 5 phút. Nhóm thiếu niên này là thủ phạm của gần chục vụ đập kính ô tô trộm cắp tài sản. Theo đối tượng cầm đầu Lê Minh Tuấn, thì việc gây án diễn ra khá dễ dàng, chỉ bằng những dụng cụ nhỏ gọn. Thấy xe xong rồi, em kêu là tụi nó ngồi canh người, cảnh giới cho em rồi em vô. Mới là với ông quẹt, với khăn em đi qua, em làm. Có hơi là em ngồi xong em đi qua lại chỗ tụi nó em ngồi. Xong nghe khi nào nghe tiếng gương nứt ra rồi em mới đi qua, với khăn em đẩy gương rồi. Và em chèo vô, lột xong đi ra. Công an thành phố Nha Trang cũng cảnh báo với lại quần chúng nhân dân trong quá trình đậu đỗ, nếu không có điều kiện thì nên đậu ở những địa điểm có tầm quan sát tốt, có ánh sáng đèn chiếu rõ và không nên để các tài sản có giá trị cao ở trong xe, hoặc tốt nhất là thì nên gửi tại các địa điểm có cái lực lượng bảo vệ trông giữ. Cứ khi nào cần tiền để chơi game là cả nhóm rủ nhau đi. Có buổi tối, nhóm này gây ra đến 3 vụ. Hầu hết các vụ đập kính xe, chủ xe bị mất tài sản không nhiều, nhưng để khắc phục sửa chữa thì phải bỏ ra hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu đồng.